em thì em lấy tiền tiêu là này, nghèo dã man luôn. Thực ra thì con Covid nó không đáng sợ bằng mình không sợ ốm, vì ốm kiểu gì nó cũng khỏi. Nhưng vấn đề là sau ốm, nghỉ ốm khoảng 10 ngày liền không đi làm luôn. Và trong trong mấy ngày nghỉ ốm thì không không làm ra không làm ra tiền luôn đấy ạ. Đây là cây mộc hương ta hoa vàng nhá mọi người nhá. Em quay cho mọi người, em lại tiếp tục phát bán cái hàng này, gọi là hàng mộc hương ta hoa vàng. Hàng 1 tuổi nhá. Hàng này em phát bán là hàng mộc hương ta hoa vàng 1 tuổi nhá. Có mộc giống không? Sao anh hỏi không nói gì? Em có mộc giống nha anh nhá. Mộc giống 15.000 một cây. Mộc giống 15.000 một cây ạ. Mộc giống em bán từ 100 cây, giá là 15k một cây. Mai em lên vườn em quay cho. Ngày mai em bắt đầu em đi làm lại. Ngày mai em bắt đầu em đi làm lại thì ngày mai em quay mộc giống cho mọi người nhá. Ngày mai em quay mộc giống cho. Hôm nay là quay hàng này hàng 1 tuổi. Hàng này hàng mộc 1 tuổi nhá các mọi người nhá. Các bác ở trên TikTok xem like thả tim thả like cho em đi ạ. Mọi người xem like thả tim thả like cho em đi. Bởi vì bây giờ em đang bị cả anh Facebook, cả anh TikTok anh đều bóp tương tác. Mọi người có thể ủng hộ em bằng cách thả tim thả like cho em thì là nó sẽ được đề xuất lên ấy. Ngày trước video hay được đề xuất, bây giờ video không được đề xuất này. Bị chặn tương tác là khi mình phát like nó sẽ không có hiện thông báo lên cho mọi người để mọi người vào xem ấy. Đây là cây mộc hương ta hoa vàng hàng 1 tuổi nhá. Hàng này em đang bán giá là 130k một cây. 130k một cây, ship từ 10 cây nhá. Hàng này là hàng 130k một cây, ship từ 10 cây. Mọi người đã thấy trong thời gian vừa rồi em nghỉ, em không phát like. Em mới phát lại từ hôm qua thôi. Hôm qua có một bạn hỏi là sao hôm qua phát nói giọng yếu thế, bởi vì ốm, vừa ốm dậy xong. Giọng nó không được đanh như mọi ngày. Đây em quay cho mọi người đây ạ. Hàng này em bán giá là 130k một cây, ship từ 10 cây nha mọi người nhá. Cam kết chuẩn giống mộc hương ta hoa vàng ạ. Em đo này. 20 này. 40 này. 60 này. 80 này. Chiều cao cây em nhận chiều cao cây em nhận tặng sẽ là chiều cao cây em nhận tặng mọi người sẽ là cao cây 70 phân đến 80 phân nha mọi người nhá. Chiều cao cây sẽ là 70 phân đến 80 phân nhá. Giá em bán là 130k một cây, ship từ 10 cây ạ. 130k một cây, ship từ 10 cây. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. Hàng này là hàng 1 năm tuổi, hơn 1 năm tuổi, đã gióng thoát thân rồi. Các bác mua về, các bác chỉ việc nuôi bóng, nuôi tán của nó thôi. Cách xử lý bằng cách là khi mọi người nhận cây về. Khi mọi người nhận cây về, mọi người vặt hết cả lá của nó đi như này. Vặt hết cả lá phần dọc thân này đi và chỉ nuôi cái phần bóng, phần tán ở phía trên này thôi. Nuôi phần lá, phần bóng tán phía trên này. Đấy. Chiều cao cây em nhận tặng mọi người sẽ là cao cây 70 phân đến 80 phân nhá. Anh lấy 5.000 cây giống có bán không? Có nhá, anh Đăng Tiến nhá. Anh mua hàng thì anh qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Anh Dương Nguyễn ơi, anh cứ nhắn tin, anh mua gì anh cứ nhắn tin vào Zalo, anh không cần kết bạn cho em với em, bởi vì Zalo của em nó sợ em nhiều khi em full bạn rồi thì nó sẽ không kết bạn được. Anh mua gì anh cứ nhắn vào Zalo này em sẽ trả lời anh. Giá cây này em bán giá là 130k một cây, ship từ 10 cây nhá mọi người nhá. Cây này em bán giá là 130k một cây, ship từ 10 cây. Gốc của nó sẽ là gốc điếu thuốc này. Gốc của cây rất là đẹp này, em quay gần sát thân này. Em quay gần sát gốc cho mọi người xem nè. Cây nhà em là đảm bảo tiêu chí, nó là chuẩn giống mộc hương ta. Cam kết là chuẩn giống mộc hương ta. Với cây giao cho mọi người là cây không nỗi sẹo nhá. Cây thẳng không nối, không lỗi sẹo và không có mấu. Không lỗi sẹo và không có mấu nhá. Thân nó rất là mượt, mịn về. Mọi người chỉ việc nuôi thành cây một thân thôi. Cùng một thời gian nuôi như nhau. Nếu nó là cây một thân thì mọi người sẽ bán được giá trị kinh tế cao hơn là bán cây bụi ạ. Cùng là một thời gian nuôi như nhau. Đây là hàng một thân rồi. Hàng gióng thoát thân rồi, khi mọi người nhận cây về thì mọi người sẽ bật hết cả lá ở phần phía dưới này đi. Khi mọi người mua cây này về, mọi người xử lý bằng cách mọi người bật hết lá phần phía dưới này đi cho em ạ. Bật hết lá đi và chỉ giữ lại phần bóng, phần tán phía trên này thôi. Giữ lại phần bóng để nuôi phần bóng, phần tán thôi, thì mọi người sẽ được một cây thoát thân rất là đẹp luôn nhá.
Đây sẽ được một cây rất thân rất là đẹp. Cây này, cây này em đang bán là cây 1 tuổi. 1 tuổi là mọi người trồng từ cái hàng cây giống 15k của nhà em. Trồng sau 1 năm là sẽ được như thế này. Các bác xem like thả tim thả like cho em với ạ. Các bác xem like thả tim thả like cho em với ạ. Anh Dương Nguyễn ơi, anh mua hàng thì anh cứ nhắn tin vào Zalo cho em ý. Nhắn vào Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214. Bây giờ em phát like thì em chưa trả lời anh được. Thì nát nữa em phát like xong em sẽ trả lời. Anh cứ nhắn tin là anh mua loại gì thì nát em phải làm chốt đơn cho ạ. Đây ạ, em quay sát thân này. Em quay sát thân cây mộc nhé em cho mọi người xem nhá. Quay sát thân này ạ. Các bác xem like trên TikTok với mỗi bác cho em xin một tim một like vậy. Các bác trên TikTok một dạo này rất là người thả tim cho em nhá. Mọi người chỉ cần nhấn cái ngón tay vào cái màn hình hình có cái trái tim ý. Mọi người thả cho em xin ít tim để em tăng lại cái lượt tương tác lên ạ. Gần đây trên trên TikTok bị bóp tương tác rất là ác luôn. Nghe giọng quen quen, em cảm ơn anh Bình Nguyễn. Đập là em bị ốm, em bị Covid. Em bị Covid mất 1 tuần nên là 1 tuần liền không phát like được. Bây giờ khỏi thì bắt đầu mới lại phát like bán được nhá. Gốc của nó gốc điều thuốc này, thân rất là mịn đẹp này. Chuẩn mộc hương ta này, em quay sát thân cho mọi người xem. Chiều cao cây nhận tặng mọi người sẽ là cao cây 70 phân đến 80 phân ở 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, cây này cao hơn 1 mét rồi. Chiều cao cây trung bình nhận tặng mọi người sẽ là cao cây 70 phân đến 80 phân. Mọi người nhận được cây thì mọi người xử lý cây bằng cách là mọi người sẽ vặt hết phần lá phía dưới này đi. Mọi người vặt hết là phần lá phía dưới này đi. Mọi người sau khi trồng cây là mọi người vặt hết phần lá và chỉ giữ lại phần bóng tán phía trên thôi. Cái hàng này hồng hàng mà vườn đã gióng thoát thân sẵn rồi. Về các bác mua về các bác chỉ việc nuôi bóng nuôi tán thôi, rất là ok luôn. Đây ạ. Về mọi người chỉ việc nuôi bóng nuôi tán phía trên như này thôi ạ. Nuôi cái bóng phía tán, cái tán phía trên này thôi chứ không cần phải, chứ mọi người không cần phải nuôi cái phần phía dưới này. Phần phía dưới này là mọi người cắt hết đi ngay từ bé để cho cây nó được một cái thân thoát thân mượt. Để cây được một cây thoát thân mượt thì mọi người nhớ là khi nó nhú cái mầm nhỏ này là mọi người đã phải vặt đi luôn rồi ạ. Khi nó nhú một tí mầm nên mọi người đã phải vặt đi luôn rồi chứ không để lâu, để lâu nó sẽ tạo sẹo cho cây nhá. Bán lẻ không em? Em bán từ 5 cây nhá. Hàng nhỏ này em ship từ 5 cây. Mua từ 5 cây giá sẽ là 150k, mà mua từ 10 cây giá sẽ là 130k. Từ 10 cây đến 20 cây giá sẽ là 130k, còn nếu mà mọi người mà mua từ 5 cây. 5 cây nếu mọi người mua 5 cây thì mọi người sẽ thì được giá là 150k. Hiện tại thì bây giờ là cây mộc hương đang là cây mà gọi là giữ để mà làm kinh tế, để đem lại giá trị kinh tế cao thì cây mộc hương đang hiện tại giữ đầu bảng. Nhiều bác vẫn đặt ra câu hỏi là mua trồng cái cây này sau này bán cho ai. Thì các bác trồng các cây khác thì cũng là sau này bán cho ai thôi, vẫn là một cái câu hỏi đấy. Trồng cây mộc thì bán cho ai, trồng cây mẫu đơn thì bán cho ai, hoặc trồng cây chuối hay cây gì đấy, nói chung là cứ trồng cây này thì bán sau này thì bán cho ai. Đấy là một cái câu hỏi mà rất là nhiều bác, các bác hay đặt câu hỏi như thế. Thì bây giờ thì bây giờ xã hội mình càng ngày càng phát triển ấy, người ta không hướng đến những cái ngày xưa, chỉ nghĩ là làm sao có cơm ăn áo mặc đầy đủ là được rồi. Nhưng bây giờ mọi người có thú là chơi cây. Chơi cây thì lại là chơi cây gì? Cây cối này nó cũng giống như là thời trang quần áo ấy, nó sẽ mỗi một năm sẽ hot lên một vài loại cây. Ví dụ như năm ngoái, một vài năm nữa là hot mộc. Xong là sau khi mộc nó đã đi lên đỉnh rồi thì nó sẽ lại phải đi xuống. Và lại một cây khác nó sẽ thay thế, ví dụ như mẫu đơn hay là hoa nhài hay là hoa hồng. Cách đây khoảng 2 năm thì hoa hồng nó vào thời kỳ đỉnh cao nhá. Nó vào thời kỳ đỉnh cao, nói chung là cái cây cối này nó cũng như là thời trang ấy. Tức là năm nào mọi người cũng sẽ chơi cái cây này. Nhưng là đến một cái năm nhất định ở đó thì nó sẽ hot một vài cây. Nó sẽ hot, sẽ có những cây hot và các cây khác là nó chỉ làm nền cho các cây đấy thôi. Đấy là về phần cây cối đó, mọi người trồng nó không phải lo là sẽ không có đầu ra. Bởi vì mọi người cứ nhìn xoay xoay hàng xóm ấy. Như ví dụ như cây mộc hương này. Cả những hàng xóm nhà em bán như này rất là nhiều. Nhưng hàng để nhìn sang hàng xóm ấy, không phải nhà nào cũng đã có cây mộc hương. Không phải nhà nào cũng đã có cây mộc hương nên là cũng chưa thể sợ là nó bão hòa được. Cây mộc này là cây mộc ta hoa vàng nhá mọi người nhá.
Anh 10 cây như hình. Nói chậm thôi không mất tiếng. Vâng, em đúng thật là em đang bị mất tiếng. Em đang bị mất tiếng ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Cây này là cây mộc hương ta hoa vàng nhá. Nói chung là mọi người cứ trồng đi, nói chung là chưa đến sợ đến mức là nó sẽ bão hòa đâu. Để mà đem lại giá trị kinh tế cao thì em vẫn đánh giá là cây mộc hương này, cây mộc hương này để mà để làm kinh tế, để cho các bác làm kinh tế, các bác lấy đầu nghìn với đầu trăm ấy thì người ta mới lo lắng. Chứ các bác mua 5 cây 10 cây về chơi thì nó chẳng vấn đề gì. 5 cây 10 cây về chơi thì chẳng vấn đề gì, phải phải lo lắng là sau này bán cho ai. Còn những bác mà xác định làm kinh tế với cây mộc hương thì em nghĩ trong tương lai 2 năm tới, 3 năm tới mà các bác đầu tư khoảng vài trăm cây, 500 cây đến 1.000 cây thì nói chung là vẫn bán, vẫn đầu ra thoải mái luôn trong vòng 2 năm tới, nó chưa thể bão hòa được. Bởi vì mộc hương nó là dòng cây rất là chậm lớn, mà bây giờ gần như là cũng không có mấy, ở trên thị trường gần như là cũng không có mấy người trồng đâu mà. Hiện tại em bán mộc hương đến năm nay năm thứ 3, năm thứ 4 rồi. Thì là chủ yếu là bán cho khu vực là Phú Thọ này, Vĩnh Phúc này, Bắc Linh này, Hà Nội này, Thái Bình, Nam Định, thỉnh thoảng những cái khu vực đấy. Còn các khu vực khác như là Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, những cái khu vực đấy mặc dù cũng là miền núi phía Bắc nhá, khu vực đấy cũng là miền núi nhá, nhưng người ta cũng chưa, gần như là chưa biết đến cây mộc hương mấy. Hoặc như các bác ở khu vực miền Trung là các bác cũng chưa biết đến cây mộc hương mấy. Thế là để sợ mà để làm kinh tế mà sợ là bão hòa thì không có gì phải sợ cả, bởi vì các khu vực khác nhiều người ta còn chưa biết đây là cây gì luôn. Ví dụ các bác ở khu vực Đà Lạt, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông ấy, các bác có biết cây này là cây gì đâu. Các bác thì còn chưa biết cây này là cây gì luôn. Giá bao nhiêu một cây? Cái hàng này em bán giá là 130k một cây. Em ship từ 10 cây ạ. Các bác mua từ 10 cây với cả 20 cây thì sẽ được giá là 130k một cây. Cho anh xem cây 200. Trời em nát, em quay cây này là em còn cây 200, em còn ít thôi. Alo. Vừa nhận được 13.300.000. Nhá. Ừ. Em đang bị ốm nên là sẽ nói chuyện nó hơi bị khan tiếng một tí nhá. Thì cái hàng này là hàng mộc hương ta hoa vàng, hàng mộc giống. Cây giống mộc hương ta hoa vàng, cây 1 tuổi, cao cây nó sẽ là 70 đến 80 phân. Hàng này em nhận tặng khách sẽ là cao cây 70 phân đến 80 phân. Giá của nó rất là bình dân thôi. Thực ra giá cây mộc hương ta mà hàng chuẩn giống như này bán vào thời điểm này, như cách đây khoảng 10 ngày đến 20 ngày thì cái hàng này em vẫn bán là 150k một cây, ship từ 10 cây. Nhưng đến ngày hôm nay là giá nó đã bắt đầu lại bình ổn rồi, lại còn có 130k một cây thôi. Nói chung là giá rất là bình ổn. Hàng này em ship từ 10 cây nhá. Hàng này em ship từ 10 cây hoặc có thể ưu tiên bắt đầu lấy 5 cây. Giá từ 10 cây giá sẽ là 130k một cây. Mọi người ai quan tâm thì qua Zalo giúp em. Về hàng này thì em có thể đảm bảo cam kết với mọi người là hàng như em bán là đảm bảo chuẩn giống. Cam kết là mộc hương ta chứ nó không phải là mộc tàu. Và thứ hai đó là cây này cho mọi người đảm bảo là cây khỏe này, không vỡ bầu này, không dập lát này. Và thứ tiếp theo là cây giao cho mọi người là sẽ là cây thoát thân thẳng. Cây giao cho mọi người sẽ là cây một thân và cây nó sẽ là thân thẳng nhá. Thân mịn nó không nỗi sẹo, cả những có những cây nó cong nhưng nó không nỗi sẹo nha mọi người nhá. Không nỗi sẹo và cây không có tật. Những cái cây như này về mọi người nuôi nó rất là nhanh lớn nhá. Những cây mà nó không nỗi sẹo không tật ý, thứ nhất là về nuôi nó cây nó đẹp, và thứ hai là cây nó sẽ nhanh lớn. Có một số cây là nỗi sẹo và cả cây nó cằn ấy, về là mọi người nuôi nó rất là lâu lớn luôn. Ừ cũng được, gửi hoa hồng, cảm ơn bạn. Ừ cũng được, bạn cứ hỏi đi. Hiện tại trên thị trường bây giờ ấy, từ đầu năm đến giờ là kiểu mộc hương nó sốt ấy, nên một số nhà vườn họ chạy quảng cáo. Nhưng mà họ chạy quảng cáo là họ bán cây mộc ta, nhưng thực ra là đều chạy quảng cáo hàng mộc tàu ấy. Bởi vì mộc tàu nó, cái mã của cây mộc tàu nó rất là đẹp. Nó đẹp hơn cái mộc ta mình ấy, cái mã của nó nó rất là đẹp, nó đẹp, đẹp cái mã nhưng mà hoa của nó thì không thơm. Nhưng cái mã hàng cây giống mộc tàu nó đẹp hơn mộc ta của mình rất là nhiều luôn. Như cây giống mộc ta mà em đang bán 15k một cây, nó cao có 7 phân đến 10 phân thôi. Nhưng cây giống mộc tàu mà người ta đang bán trên thị trường ấy, nó cao hẳn 30 phân cơ. Một cái cây giống nó cao 30 phân mà người ta bán có 15.000 một cây. Thế tức là cái mã của nó rất là đẹp. Cây nó to mà bán nó giá lại rẻ hơn giá của hàng Việt Nam mình, rẻ bằng 1/3 với cả 1/4 của giá của Việt Nam mình. Nên là rất nhiều bạn là các bạn mê rẻ.
người ta cũng đánh vào cái lòng tham của con người ấy, là mình mê giá rẻ ấy. Thế là rất nhiều nơi người ta bán trà trộn mộc tàu thì mộc ta. Nhiều bạn thì chưa chơi bao giờ, chưa nhìn bao giờ thì là cứ thấy rẻ là mua ấy. Hôm qua có một bác còn hỏi là chị ơi chị xem một em cây này em mua em có phải là cây mộc ta à cây mộc tàu hay không, bảo cây bạn mua nó không phải là cây mộc tàu cơ, người ta là giao cho cây gì. Bán lẻ không ạ? À? Cái hàng này em bán từ 5 cây nhá. Nếu mà ai mua ai mua em thì ưu tiên bán từ 5 cây ạ. Bây giờ chỉ còn một cách là ví dụ như các bạn mà chưa chơi mộc bao giờ, ví dụ đối với những bác mà các bác đã chơi mộc nhiều rồi thì các bác nhìn cây mộc ta, mộc tàu các bác tự phân biệt được ngay. Còn đối với những bác mà chưa nhìn thấy cây mộc ta bao giờ chỉ có cách mà nói chung là các bác để dành cả một thanh xuân để các bác lên mạng các bác tra Google để phân biệt mộc ta, mộc tàu, những các bác chưa nhìn thấy thì rất là khó để cho các bác phân biệt. Chỉ có một cách là mình tìm những cái địa chỉ mà bán hàng mình thể cảm thấy uy tín và tin tưởng thì mình là mình mua thôi. Chứ còn bây giờ trên thị trường trà trộn cực kỳ nhiều luôn. Nhiều bác đấy, hôm qua có một bác mua hàng ấy, mua cây mộc người ta quảng cáo là cây mộc. Nhận được về khi nhận hàng xong là chụp ảnh cho em hỏi chị xem em đây có phải cây mộc tàu không. Cái cây nhận được nó còn không phải là cây mộc tàu, nó được là cây mộc tàu đó, nó đã là tốt. Bây giờ người ta còn như thế không? Cây em bị lẻ nguyên thân là bị sao chị? Cây ví dụ như cây mộc này, cây mộc nếu mà mình nuôi, nó sẽ có cái hiện tượng như này này. Tức là hiện tượng cây nó sẽ bị nứt thân. Để mình quay một cây mẫu cho nhà mình để cho bạn ấy vừa hỏi là cây nó bị lẻ nguyên thân là như thế nào. Để xem ở đây có cây nào bị nứt thân không. Để mình quay cái hiện tượng là cây mộc nó sẽ có cái hiện tượng nứt thân như thế, nhưng không vấn đề gì. Nó chỉ là khi hiện tượng nứt thân ấy, nhìn cây nó sẽ không được đẹp mã thôi, nó không ảnh hưởng gì đến cây cả. Chỗ này mình không thấy cây nào ở đây. Đây này, cây mộc mà trong quá trình mình nuôi ấy, là nó sẽ có hiện tượng như này này. Nó sẽ có hiện tượng là lẻ thân như này này, thân nó bị lứt. Thôi nó hơi bị lứt là nó hơi có thành vết như kiểu vết dạn da, như kiểu phụ nữ mà khi sinh em bé xong là nó bị dạn da ấy. Thì là cái cây mộc là khi mình trồng ấy là không để ý, mình không để ý ấy, là nó sẽ bị dạn ra như này. Nó có rất là nhiều nguyên nhân nhá. Một là do bị xương, hai là cây nó lớn quá nhanh. Một là do bị xương nó dẫn đến sẽ lứt thân như này, hai là do cây nó lớn quá nhanh thì cái da của nó không kịp để nó theo cái độ phát triển của cây bên trong, da nó không kịp nứt, không kịp đàn hồi kịp ấy. Nó cũng dễ dẫn đến kiểu nứt thân như thế này. Thì trong quá trình mà nuôi to khi cây nó to thì nó sẽ hết thôi, không vấn đề gì cả. Khi cây nó mà to, cây nó to lên thì nó các cái vết này nó sẽ hết. Ví dụ cây to là mình ở ngoài này nó cũng bị nứt thân, dạn thân. Nhìn lúc bé thì nó sẽ bị xấu. Nhưng mà khi cây to thì nó mờ hết mà. Đây này, nó bị dạn ra này, nhưng mà khi cây nó đã to thì những cái vết dạn nó sẽ tự mờ đi. Đây là cây này cũng là từ bé nó bị dạn này, nó hơi bị dạn ra như kiểu người mà các bạn mà kiểu ăn nhiều quá mà béo nó tăng cân đột xuất đi. Nó tăng cân bất thình lình, đang 30 cân tự dưng tăng lên thành 50 cân đấy. Thì da của các bạn nó sẽ bị dạn ra, cây mộc này nó cũng thế. Cây bé này mình bán là 130k một cây nha mọi người nhá. Cây bé này em bán là 130k một cây, ship từ 10 cây ạ. Ship từ 10 cây đến 20 cây, giá sẽ là 130k một cây. Các bác xem like thả tim thả like cho em đi ạ. Hoa mộc nó sẽ như thế này nhá. Hoa mộc nó sẽ là màu vàng nhưng mà màu vàng nhạt nhá. Khi mới nở hoa nó sẽ màu vàng nhạt, và khi hoa nó nở được vài hôm rồi nó chuyển dần thành màu trắng. Khi hoa mới nở sẽ là màu vàng nhạt nhá, màu vàng kiểu lông gà lông vịt ý. Chứ nó không phải vàng đậm đâu ạ. Hoa rất là thơm luôn. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Hai cây đường kính 9-10 bao nhiêu tiền, nó tùy nó tùy tùy bóng tùy tán nữa. Như cây này em đang bán ở đây này. Để em quay nhá.
Như cây em đang bán em dâm ủ ở đây ấy, như em cây dâm ủ như này là em bán giá là 2 triệu một cây này. Như cái hàng em đang dâm ủ ở đây em đang bán với giá là 2 triệu một cây. Đấy. Bác nào quan tâm cái hàng mà thoát thân như này, hàng một thân như này thì vanh của nó sẽ dao động từ 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13 giá của nó sẽ là 2 triệu một cây. Còn cây bụi như cây này là vanh 14 này. Cây này vanh 14 nhưng mà thoát thân 10 phân, 15 phân. Vanh 14 thoát thân 10 đến 15 phân này, cây là cực kỳ đẹp luôn này. Tán con này cực kỳ dày và sum nhá. Cây này cao cây tầm 2m, 2m2. Cao cây 2m2. Cây này rất là phù hợp cho bạn nào trồng ở ban công chung cư, bởi vì ban công chung cư của các bạn nó rất là thấp. Cái trần chung cư của các bạn nó cao, nó chỉ được 3m đổ lại thôi. Khoảng cách từ sàn nhà cho đến mặt trần nó chỉ được 3m đổ lại thôi. Đấy là cây, thì cái cây này các bạn trồng cực kỳ phù hợp luôn. Cái cây này nó cao, bình thường nó cao khoảng 2m. Các bạn lên chậu nó cao khoảng 50 phân nữa này, nó sẽ cao lên, khi các bạn lên chậu nó sẽ cao khoảng 2m rưỡi. Như cây này khi các bạn lên chậu nó cao khoảng 2m rưỡi, rất là phù hợp trồng ban công chung cư luôn. Và nó cũng vừa xinh, phù hợp, rất là phù hợp với các bạn nào trồng ở ban công chung cư. Nếu bác nào mà đang trồng ở chung cư nhá, bác nào mà nhà các bạn đang ở nhà chung cư hoặc nhà phố, các bác muốn trồng 1-2 cái cây ở trước ở ban công để cho mà các bác ngồi ở phòng khách nó có hương thơm nó bay vào nhà, thì các bác trồng một cây thôi. Trồng một cây tạng như này là vừa phù, rất là phù hợp luôn này. Trồng một cây tạng như này rất là phù hợp cho các bác ở chung cư ạ. Đây em quay cho mọi người xem vào phần gốc cây nhá. Đây là như cái phần da của nó này. Như phần da này của nó nhá. Phần da này của nó cũng đang bị nứt thân. Như cái phần da này của nó cũng đang bị nứt thân này. Là không do phải do cây nó không phải là vấn đề gì cả, mà do cây nó lớn nhanh quá. Tốc độ lớn nhanh quá thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng nứt thân này, nó không vấn đề nha mọi người nhá. Trưa nay không cho ai ngủ à, mà lại em. Trưa này thì mọi người tầm này chắc là mọi người chẳng ai ngủ trưa đâu. Nay cho mọi người xem thôi. Vợ chồng nhà này like cứ cắm mặt vào nói. Bạn Dung Nguyễn 8586 ơi, mình từ nãy giờ tất cả mọi người, các câu hỏi của mọi người mình thì mình đều trả lời rồi. Thứ nhất, mình đã báo giá là giá 130k một cây. Cái hàng nhỏ giá 130k một cây và ship từ 10 cây. Còn bạn là lấy từ 5 cây thì giá sẽ 150k một cây. Hàng nhỏ thì mình không bán lẻ và không bán một cây. Thế là cây, câu hỏi của các mọi người mình đã trả lời hết rồi. Bạn có thắc mắc gì thì bạn cứ nói thì mình sẽ trả lời bạn. Thế bạn từ nãy giờ mình chưa thấy bạn đặt câu hỏi, nhưng bạn này nói mình là cứ cắm mặt vào like thôi. Bạn cứ cắm mặt vào bạn xem mà bạn chả để ý xem là mình trả lời khách những cái gì rồi. Hai cây đường kính 9-10 bao nhiêu cm, giá bao nhiêu? Cây đường kính 9-10 thì nhà em có cái hàng 550k và hai cây vanh đấy. Nếu mà cây đường kính 9-10 thì nó giá nhiều tiền lắm. Nếu đường kính của 9-10 thì nó tầm 30 triệu đấy. Cây này thoát thân của nó là khoảng 18cm này. Cây này thoát thân khoảng 18cm nha mọi người nhá. Cây này cực kỳ xinh này. Cây này nó thoát thân thấp vừa phải. Thoát thân khoảng 18cm. Nó thấp vừa phải nhá, nó không thoát thân quá cao. Cây này mà khi lên chậu vào một cái chậu vuông hoặc một cái chậu tròn 60. Và một cái chậu trồng vào một cái chậu 60 là vừa đẹp ạ. Rất phù hợp với các bạn trồng ban công nhá, trồng ban công hoặc các bạn trồng ở chung cư hoặc nhà phố nhá. Những nơi mà nó không có quá nhiều diện tích. Thì các bạn trồng cái hàng này rất là phù hợp. Hàng này em bán giá là 2 triệu một cây thôi. 2 triệu một cây, cao cây trung bình sẽ từ khoảng 2m đến 2m rưỡi tùy cây. Đây ạ. Như cây này rất là xinh này. Tay đẹp thế mà cứ đi bới đất. Khổ, số em là số phải bới đất rồi. Đẹp cũng làm gì đâu. Cây tiếp theo đây. Em sẽ quay từng cây một nhá. Em sẽ quay từng cây một cho mọi người nhá. Đây ạ. Cây này cây hai chạc cực kỳ đẹp này. Cây này cây hai chạc nhá mọi người nhá. Cây này cây hai chạc nhá. Các bác xem like thả tim thả like cho em đi ạ. Mọi người các bác xem các bác xem hàng xem like của em ở trên trang góp nhà cắt đá ấy. Là những các bác mà gọi là rất là trung thành luôn, gọi là fan fan từ ngày xưa rồi đấy. Fan từ ngày xưa rồi, theo dõi từ ngày xưa. Nên là lúc nào có lượng theo dõi rất là ổn định mà các bác xem rất là đều nhá. Ví dụ mà vào đầu like là 50 người thì đến khi kết thúc like nó vẫn là 50 người. Tức là xem từ đầu luôn. Xem từ đầu đến cuối các bác không bỏ. Cho mình hỏi vanh là gì?
Vanh nó là chu vi nhá mọi người nhá. Vanh nó là chu vi, tức là nó là một cái vòng này, một cái vòng cây này. Mình lấy cái thước mình đo xung quanh cái này là nó sẽ là gọi là vanh. Vanh nó chính là cái chu vi của cây nhá. Đấy, các bạn học chu vi đường tròn ở đây, tức là các bạn lấy cái thước các bạn đo từ điểm này quay vòng một vòng xung quanh cây thì gọi là chu vi, hoặc gọi là vanh. Thì cây này đang thoát thân, nó có khoảng 18-19 cm, và chu vi của cây này nó vào khoảng 13, mình ước lượng nó vào khoảng 13, mình đo nhiều rồi mình chỉ cần nhìn là mình biết ạ. Cây này thoát thân 20 phân và chu vi của nó là 13, vanh gọi là vanh 13 đấy ạ. Cây này rất là đẹp này. Giá thì đồng giá là 2 triệu rồi ạ. Giá thì đồng giá là 2 triệu. Bác nào mua cây nào thì cũng là một giá là 2 triệu nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162214 ạ. Cây này tán cực kỳ đẹp này. Cây này tán cực kỳ xinh nhá. Đây ạ, cây này bóng tán cực kỳ ok luôn này. Bóng tán nó cực kỳ to luôn nhá. Có ship 10 cây mộc giống không em? Em còn cái 10 cây mộc em ship từ em ship cái hàng 130k này em có ship nhá. Hàng mà cao 70 phân đến 80 phân này em có ship từ 10 cây nhá. Hàng cao cây 70 phân đến 80 phân này em có ship từ 10 cây ạ. Đây, cây này rất là đẹp này. Cây này tán cực kỳ to nhá mọi người nhá. Cây này cao cây khoảng 2,5 m ạ. Cây này cao cây khoảng 2,5 m, tán nó cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh luôn. Tán to tròn luôn đấy ạ. Ở đây không có người zoom cây, nên nếu mà phải zoom cây thì mới biết được cái hình dụng, để cho mọi người mới có thể hình dung lên cái độ to của tán. Phải có người zoom cây cơ, nhưng không có em ở đây, em không có ai zoom cây cho. Cây này là cây hàng một thân nhá. Thoát thân khoảng 12, vanh của nó vanh 12, vanh 12 thoát thân 40 phân ạ. Cây này thoát thân 40 phân, vanh 12 nhá, tán của nó cực kỳ to luôn. Vanh 12 thoát thân 40 phân nhá, vanh 12 thoát thân 40 phân ạ. Cây này tán cực kỳ dày và sum. Bác nào ưng cây nào thì chốt đơn cho ảnh màn hình xong gửi vào Zalo, số điện thoại của em là 0969 162214 cho em nhá. Cây tiếp theo là cây bên cạnh luôn này. Cây tiếp theo là cây bên cạnh này. Cây này hai thân này. Cây này cây thoát song thân. Cây này gọi là cây song hỉ nhá mọi người nhá. Cây này cây song hỉ ạ. Bạn nào ưng cây này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo, số điện thoại của em là 0969 162214 giúp em ạ. Cây này gọi là cây song hỉ. Gốc của nó vanh, gốc của nó vanh 13-14 này. Thoát thân 10 phân nhá. Vanh 13-14 thoát thân 10 phân. Và sau đó nó chia thành hai thân rất là đều đẹp nhau này. Chia thành hai thân rất là đều đẹp nhau này. Cho mình 10 cây nhỏ. Ok anh Đoàn Việt Nam. Anh Đoàn Việt Nam ơi, anh mua hàng thì anh qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162214 nhá. Anh mua, anh chốt cây nào thì anh qua Zalo giúp em nhá. Anh nhắn vào Zalo giúp em, nát em trích đơn cho anh ạ. Mộc giống 15 phân có ship 10 cây không em? Anh Quang Nguyễn ơi, hàng 10 hàng mà cao 7 phân đến 10 phân, cái hàng mà 15k một cây ấy. Hàng đấy là em chỉ ship từ 100 cây, hoặc là có thể ưu tiên mọi người là ship từ 50 cây. Cái hàng đấy nó nhỏ ấy. Nó có 15k một cây thôi. Nên là mọi người cố gắng lấy cho em một số lượng từ tầm 50 cây hộ em ạ. Cái này hai thân rất là xinh nhá. Bắt đầu ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo, số điện thoại của em là 0969 162214 ạ. Cây này rất là đẹp này. Cây này trong góc này rất là đẹp nhá. Trong góc này nhìn nó sẽ không được nét, không được rõ này. Bắt đầu ưng cây này thì chốt đơn cho ảnh màn hình gửi Zalo, số điện thoại của em là 0969 162214 ạ. Hàng này em bán giá là 2 triệu một cây nhá. 2 triệu một cây ạ. Cây này vanh có cực kỳ đẹp này. Cây này 2 triệu nhá. Cao cây 2m, 2,5 m ạ. Tán nó cái này cực kỳ sum luôn. Tán nó cái này cực kỳ sum luôn. Và dáng của nó rất là đẹp. Vanh 13-14. Vanh 14 nó thoát thân 20 phân. Thoát thân 20 phân thì nó chia thành hai cái chạc rất là đều nhau luôn. Cái này giá chỉ có 2 triệu nhá. Bắt đầu ưng cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình xong gửi Zalo, số điện thoại của em là 0969 162214 giúp em ạ. Cái này mộc hương ta, hoa vàng. Hoa đấy, hoa màu vàng nhạt nhá. Đấy. Mộc hương ta hoa vàng, hoa rất thơm luôn, hoa màu vàng nhạt.
Cây tiếp theo này, cây này tán rất là dày đẹp luôn. Tán dày đẹp, nhà em bán đồng giá nhá. Cái hàng to này em bán đồng giá là 2 triệu một cây. Hàng to là bán đồng giá là 2 triệu một cây ạ. Bác nào ưng cái nào thì chốt đơn cho ảnh màn hình gửi vào Zalo giúp em. Gửi Zalo số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Giá là 2 triệu nhá mọi người nhá, 2 triệu thôi ạ. Cây thoát thân 20 phân này. Vanh của nó vanh 14 nhá. Thoát thân 20 vanh 14 nhá mọi người nhá. Đấy, tán rất là dày luôn. Có hai cây này có thể cặp với nhau thành một cặp luôn ấy. Hai cây này cạnh nhau, hai cây này đứng cạnh nhau cặp với nhau thành một cặp luôn. Nó đều là thoát thân 20 phân và nó đều chia thành hai chạc. Hai cái này các bác có thể chụp ảnh màn hình hai cái này này. Hai cây em đang quay ấy, các bác có thể chụp ảnh màn hình sau đó các bác gửi Zalo cho em. Nếu bác nào muốn trồng hai bên trước cửa nhà. Đấy. Cái này trồng với nhau thành một cặp rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 2 triệu thôi ạ. 2 triệu một cây. Hàng to này em đang sale ấy. Cây đẹp luôn đấy mọi người nhá. Em quay hoa này, em quay bông hoa này. Chuẩn mộc hương ta hoa vàng luôn này. Hoa màu vàng nhạt đấy nhá mọi người nhá. Cam kết chuẩn giống. Nhà em bán hàng cái cam kết chuẩn giống này. Cam kết chuẩn giống mộc hương ta hoa vàng và lá lá mộc đây ạ. Đấy. Cho anh quay cho mọi người gần cái lá mộc cho mọi người ngắm cái lá. Lá mộc đây ạ. Hoa mộc đây ạ. Khi mới nở thì hoa nó sẽ màu vàng nhạt, màu vàng lông gà lông vịt nhạt và khi hoa nó tàn nó sẽ chuyển thành màu trắng. Hai cái cây này là em bán có 2 triệu một cây thôi, là hai cây nếu bác nào lấy hai cây đấy là 4 triệu. Hai cây này nó rất là tương đồng nhau nhá, cho bác nào mà trồng cặp nhá. Ai ưng cái nào thì chốt đơn chụp ảnh còn chụp ảnh vào Zalo giúp em. Em có nhài ba lá nhá, em nhài ba lá em có cả hàng cây giống cả hàng cây to nhá. Nhài ba lá em có cả hàng giống và có cả hàng cây to. Mọi người muốn mua hàng nào cứ qua Zalo giúp em. Thêm một em ba chạc nhá. Thêm một em gốc tam đa. Hôm qua vừa quay một em gốc tam đa thì có một khách ở Hà Nội các bạn, anh ấy chốt một cây gốc tam đa thì hôm nay em lại quay tiếp một cây gốc tam đa tiếp nhá. Gốc tam đa là cây như nào? 1 2 3, nó chia thành 3 thân nhá. Gốc tam đa là cây có 3 thân như thế này, nó gọi là gốc tam đa. Cây gốc tam đa này em đang bán với giá là 2 triệu một cây thôi các bác nhá. 2 triệu một cây ạ. Bác nào ưng cái nào thì chốt đơn cho ảnh màn hình gửi vào Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 cho em nhá. Cây này gốc tam đa, nó hơi lệch một tí, giá này rất là rẻ. Đấy, tam đa, nó rất là cân, nó cân nên nó không lệch đâu. Nó cân nên nó không lệch đâu. Tam đa nhá. Cây này em bán giá có 2 triệu một cây thôi. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình giúp em này. Chốt đơn cho ảnh màn hình gửi Zalo, số điện thoại của em là 0969 162214 cho em ạ. Cây rất là đẹp nhá. Xong xong xong. Nói chung là hàng này thì cứ đồng giá. Đồng giá là 2 triệu ạ. Đồng giá là 2 triệu một cây nhá. Em xin phép tắt live stream thôi, em nghỉ một lát thôi. Tại vì vừa mới ốm dậy xong nên là nói một lúc là sẽ bị mất tiếng. Nên em xin phép em nghỉ một lát rồi lát lại phát tiếp nhá. Cảm ơn các bác đã xem live của em ạ. Em xin phép tắt live stream đây, cảm ơn mọi người ạ. Đây là có cây này nè, cây hai thân này rất là đẹp này. Cây này rất là đẹp luôn. Cây mà nó như cái chạc khăng này là cây này rất là đẹp luôn. Đấy. Hai cái này là cạnh nhau là các bác có thể cặp với nhau thành một cặp luôn nhá. Hai cái này các bác có thể cặp với nhau cho nó cặp với nhau thành một cặp được. Cặp nó rất là đẹp luôn. Xem cái thoát thân trên 1 mét. Hàng thoát thân trên 1 mét em lại không còn để nhà, hẹn anh ngày mai nhá. Mày ngày mai ngày kia em khỏi ốm em đi được ra ngoài rồi thì em sẽ chụp ảnh cho mọi người sau. Em xin phép tắt nhá. Thoát thân là gì? Khổ. Cảm ơn mọi người đã xem live của em ạ. Em xin phép tắt live ạ.